Cao mê lai. Tác giả Cao Khánh, cựu chiến binh trung đoàn 2, công an Vũ Trang. Khoảng cuối năm 1980, lúc này, đội hình E2 công an Vũ Trang chảy dọc theo lộ 59, khét tiếng mìn KP2, từ đông lên tây, cặp sát biên giới tây bắc, cắt đứt các mạch liên lạc xuống phía đông nam vào nội địa của địch. Trong khi đó, đội hình sư 5 lùi lại tuyến 2, càn quét hướng bắc Cao Mê Lai là đăng cung và lật cánh sang hướng đông nam Cao Mê Lai là phôm ta công cờ rao, mở đường cho E2, chuyển cánh lùi 8 km. Tầm này, núi rừng cao mê lai vào xuân. Hoa tím bằng lăng, hoa tre vàng ươm nở rộ trên nền lá vàng cả một khu rừng. Pốt cũng không vừa gì, ăn miếng trả miếng. Lộ 59 huyết mạch của E2, nó phong tỏa nát bét bằng mìn KP2, K58, mìn chống tăng. Thậm chí, nó gài tràn lan ra khỏi tầm ảnh hưởng lộ 59, không một bài bản một lề lối gì hết. Lùng củng, trùm lên núi rừng cao mê lai vẫn vận hành nhịp nhàng đội hình e hai nhưng để tránh tâm lý căng thẳng cho lính nên mạch liên lạc được chuyển qua đường rừng hóa giải thế phong tỏa lộ năm chín vì biên giới tây bắc cập sát lộ năm chín nên các lực lượng post chia nhỏ ra thâm nhập vào phía nam để nối các lực lượng post từ phía nam lần ra rừng này của lính e hai trong hàng tá lần lùng sục khu vực, đội hình đi 15 tay súng toàn AK. Sáng hôm đó, rất sớm, cắt thẳng hướng Tây Nam, lùi vào vạt rừng già phía Nam lộ 59. Đây là cụm rừng già do cây to từ cổ thụ đến đại thụ, với những gốc bằng lăng cỡ 7-8 người ôm chưa chắc hết và hoa tím bằng lăng to bằng cái chuông nhỏ tàn cây liên kết nhau phủ kín bầu trời với ba tầng lá ken kín nhau làm những tia nắng nhỏ cũng rất khó khăn để tiếp đất nên khu rừng rất âm u đủ loại dây leo thả lòng thòng khắp nơi cứ phải lòng vòng vì các bụi lùm cao hơn đầu người tràn lan khắp nơi tầm xế trưa đó đội hình tiến vào một khu vực khá lạnh toàn những cây to ngước cổ nhìn lên những tán lá mốt trên cao đang lên dốc tiến vào chân núi. Đây là một khe núi với đá tảng to nằm rải rác. Đội hình chuyển hướng tả bắc cặp theo chân núi để ra khu rừng thấp hơn, đi lòng vòng lại đụng một chân núi nữa, lại tả đông rồi bẻ qua tây rồi lại tả bắc tiếp. Đoạn này rừng khá trống trơn, khi tả bắc thì đầu nhóm cua rất gắt, nên phía sau tôi nhìn lên cái đầu này đang bước qua một khu vực toàn đá tảng, khá bằng và đang ở trên cao hơn cái đuôi nhóm cỡ 20 mét. Một tiếng nổ rất lớn và rất đanh. Tôi ở phía sau mà cảm giác muốn tức ngực. Cả đội hình hàng một hụp xuống hết. Các ngón tay lòn vào cò súng, khẽ mở khóa súng. Ngước nhìn lên phía trên, rừng rậm kín nên đụn khói đen từ từ nở ra và nhạt màu hơn nhưng vẫn lơ lửng chưa vội tan nửa phút cả khu rừng lặng sâu đến lạnh người như trở tỉnh người lính dẫn đầu la hét như gào phía dưới đội hình đâu yên đó vẫn kềm súng chĩa ra các hướng chỉ có chỉ huy nhóm và hai người nữa lần lên băng bó mà gần như băng để có băng băng để chấn an tâm lý chặt cây làm cáng thương, lùi xuống một chút. Đội hình vẫn tả bắc. Ba lính mở đường, sáu lính chuyên trách, khiêng cáng thương. Sáu lính đi sau trận hậu. Cáng thương gần như chạy, sàn sạt, gạt cành lá lướt rất nhanh. Nhưng đi đến đâu, tiếng la gào thét và máu thấm qua lớp võng cô tông, để lại khá nhiều trên cành lá. Nên giữa rừng già rậm kín, không thể nào kín kẽ được. Phía sau tôi, đùng 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 một chút sau bên trái tôi đùng 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 địch phát hiện địch ở khá gần nên nó bắn gọi nhau đây là kiểu bắn rất đặc trưng của pot mở khóa nấc liên thanh mà chỉ nhịp cò bắn từng viên một và loạt bắn hiệu đầu là bắn rời nhưng hai lần nhịp cò liền nhau và một lần nhịp cò rời ra một chút sau được trả lời là một lần nhịp cò súng rời ra và hai lần nhịp cò liền nhau nên hai lần bốt bắn đối hiệu nhau cáng thương tăng tốc gần như chạy lính khiêng thương không cần đổi vai chỉ cần cúi đầu lòn qua cáng lính nào đuối lính khác bám theo cáng truyền vào vai cáng thương đang tăng tốc chạy luôn đó nếu không chạy về căn cứ hay bị địch đuổi theo kịp thì rất khó xoay sở vì phải bảo vệ cáng thương và máu ra nhiều quá cứ nhỏ giọt dưới đít võng áo tôi đã rách rồi một mảng lớn ở ngực vì gai giật đua tốc độ với tử thần phía sau tôi hàng loạt lượt bắn hiệu của pốt lúc bên phải lúc bên trái có vẻ dồn dập hơn khóa súng đã mở tay cò cặp vòng cò ghìm súng vừa chạy theo cáng thương vừa quay ngược lại phía sau đảo người liên tục sáu lính tách làm hai trái phải hơi mở đội hình một chút chặn hậu lúc này ăn tiếp trái nữa thì có nước con quỳ xuống con lại núi rừng trời ơi này khi vào gần đến căn cứ sân bay cao mê lai thì người lính kia không còn la nữa vết thương quá nặng gần như bấy hết từ thắt lưng trở xuống riêng cặp chân hình như bị gãy mấy đoạn nên băng không còn tác dụng toàn bộ bông băng đều chuyển màu đỏ sậm, đen không còn một chỗ nào màu trắng hết. Cái khăn lính nằm rũ rượi trên vai, cái khăn rách mấy chỗ như vết xích tăng nghiến trên mặt đường, trên những con đường vào biên giới. Cuối năm 2018, tôi trở lại đây, rừng không còn. Phum Ta Công Cờ Rao nằm phía đông, và cách biên giới phía tây Cao Mê Lai bốn mươi km. Năm 1980, đội hình E2 công an vũ trang răng theo hàng dọc từ đông lên tây dọc theo lộ 59 cặp sát biên tây bắc. Nhưng đến năm 1981, thì đội hình E2 rút lui tám cây số về phía đông đóng chốt trụ tại Mo hơn, nhưng chỉ để lại hai tiểu đoàn là D1 và D2 còn D3 được kéo lùi thêm 15 km nữa về phía đông lệch nam một chút, đóng chốt tại phum ta công Cờ Rao. Thì post cũng không còn gì, nó cho một trung đoàn áp sát theo đội hình thành bốn chốt chính làm đối trọng, cách hai tiểu đoàn của E2 6 km. Tôi chấm theo bản đồ, đội hình E2 với cự ly tương đối để diễn tả thì thời điểm này đội hình E2 vẫn phải án ngữ phía trên với D1 và D2, chịu mũi chính diện và áp sát 6 km với 4 căn cứ post kè theo sát sạt, đối trọng nhau chọn năm 1981. Đây là 4 căn cứ tiền tiêu phía đông bắc của địch, thuộc trung đoàn đặc công, tôi không biết ký hiệu. Trung đoàn đặc công post này chỉ sắm vai tiền tiêu cho dàn hậu cứ văn phòng trung ương ba phái đóng dọc biên giới tây bắc. Năm 1981 khi đội hình E2 lùi 8 km sẽ lợi thế hơn năm 1980 rất nhiều vì các căn cứ chốt chặn của E2 đều có nước đủ dùng cho cả năm và lợi thế nữa là đội hình cấp tiểu đoàn được gom lại chứ không phân tán xé nhỏ ra như năm 1980 nên khi gom lại cấp tiểu đoàn từng căn cứ một thì các lực lượng của E2 mạnh hơn rất nhiều. Năm 1981 là năm khởi đầu mặt trận 479. Sắp xếp lại thế trận phòng thủ phía đông nam Cao Mê Lai với trung tâm là Phum Ta Công Cờ nên tạm thời G3E2 được chọn giống như đóng chốt tiền trạm một năm để thăm dò phản ứng của địch. Vì lúc này, căn cứ Nam Sấp phía trên hướng Tây Nam, cách khoảng 17 km, vẫn thuộc quyền kiểm soát của Pốt. Căn cứ Nam Sấp giống như một căn cứ trung chuyển của Pốt từ hướng Tây xuống, vì ở đây ít nước nên không thể là một căn cứ chính được. Pốt phân tán lực lượng ở Nam Sấp thành nhỏ lẻ bám theo các khu vực có nước. Nam Sấp rộng chừng khoảng 120 km vuông. Các bạn nhìn bản đồ mới hình dung được. Khu vực Phum Ta Công Cửa Rao rất đắc địa và chủ phú. Nước và thực phẩm thiên nhiên rất nhiều và phù hợp cho một hậu cứ trung tâm phía đông nam Cao Mê Lai. Phía tây bắc Phum, cách 15 km, là mũi chịu chính diện Cao Mê Lai nên được xếp hai tiểu đoàn chủ công của E2 là D1 và D2. Phía đông bắc Phum, cũng khoảng 15 km, là ngã ba con voi trung tâm hàng thủ của Sư Năm. Phía đông phum là khu vực khu sàm rông cặp theo đường 5 là đội hình Q-16 F-5 cách cũng chỉ 12 km. Phía nam phum cách hơi xa một chút khoảng 25 km. Lúc này, E-69 Sư 309 đang dâng đội hình lên tới Ampin Bram Duen dọc theo lộ 57B. Như vậy, năm 1981 đội hình E96 đang dương về hướng Tây, tầm ngang hàng với Phum Ta Công Cờ Rao. Để bắt đầu năm 1982, đội hình này vượt qua Phum Ta Công, lên đóng chốt dọc theo dãy núi 309, trong đó có khu vực căn cứ Nam Sấp. Ba mặt của Phum Ta Công đều được các đơn vị của Sư Năm và Sư 309 bọc kín phía ngoài, chỉ còn đúng một hướng phía Tây Nam là Nam Sấp chưa chiếm được. Chính vì vậy, nên khu vực Phum Ta Công có vẻ ngoài rất bình yên, thì lính đồn trú tại Phum, tuy thời điểm này vẫn là tuyến đầu, nhưng mà là hậu cứ của tuyến đầu, thì anh em mình giống như chuột xa hũ nếp. Chỉ có vỗ béo là chính thôi. Năm 1980, do đội hình E2 cặp biên Bắc thọt sâu vào cách biên Tây 4 km, cắt đứt các mạch liên lạc của post phía trong nên năm 1981 nó mới bắt đầu xây dựng lại các mạch liên lạc này gồm mở đường và các căn cứ. Chính vì vậy nên chiến sự năm 1981 có vẻ trùng xuống. Các trận đánh căng thẳng chỉ diễn ra thật sự ở mặt chính diện căn cứ mo hơn vì chỗ này có đến 6 căn cứ gồm 4 của POT và 2 của E2 với khoảng cách áp sát nhau chỉ 6 km. Phum Ta Công với vẻ ngoài bình yên, nhưng phía trong lại ẩn chứa rất nguy hiểm. Vì lính mình chủ quan cái vẻ bình yên chủ phú phía ngoài, nên vòng vòng khu vực Phum, lính mình từng thua đau đến vài trận, và hiển nhiên khi thua phải trả giá rất đắt. Tôi chỉ sơ lược về Phum Ta Công vào thời điểm năm 1981 và thời kỳ sau này dài đến năm 1984, có rất nhiều vấn đề nữa, nhưng trong một bài viết không thể nói hết được. Post áp dụng chiến thuật du kích rất bài bản và có phần giỏi nữa, nên khu vực này nó toàn cho quân luồn vào giữa các căn cứ của mình để tấn công trộm. Nó phán đoán ra thời điểm và ý đồ của mình khá hay, nên các trận đánh lén này của Post rất thành công. Có thể các bài viết sau, nếu cao hứng, tôi sẽ chấm trên bản đồ để các bạn thấy. Nó khá thông minh và liều lĩnh. Khi luồn vào chính giữa các đội hình của mình và tấn công chớp nhoáng, xong rút về Cao Mê Lai. Thời điểm năm 1982, E2 lần thứ ba chuyển về phòng thủ biên giới Cam Thái. Đầu năm 1982, đội hình E2 đảo cánh D1 từ Tây Nam Mo Hơn được kéo qua thủ dọc theo đoạn cuối đường 5 và cửa khẩu Poipet dài khoảng hơn 11 km một chút. Và đây có thể nói là hướng nhẹ nhất trong đội hình E2. Vì ngay cửa khẩu Poipet bên kia đất Thái, đối trọng là đội hình nguyên một trung đoàn biên phòng Thái. Nhưng biên phòng Thái lại chạy mặt biên phòng 688 từ khi còn ở Cao Mê Lai. Lúc này E2 đổi phiên hiệu là trung đoàn 688 biên phòng khá lâu rồi nên chỉ còn cái cốt là công an thôi. D3 từ Phum Ta Công Cờ Rao được kéo qua thủ con đường dài 14 km vào hướng Đăng Cung. Hướng này khá phức tạp và rất lu bu vì đây là hướng bị ảnh hưởng đến tiền bạc. Cái gì mà có tiền bạc dính vào là rất dễ nảy sinh vấn đề. Đây là hướng trọng điểm kinh tế của địch. Lúc này chúng hợp nhất các thành phần lại và văn phòng hợp nhất này vẫn đặt ở phía Tây Cao Mê Lai, còn hướng này chỉ chịu trách nhiệm chi phối thôi. Hướng Đăng Cung này chịu áp lực khá nặng là căn cứ nông chan với tổng con người vừa dân vừa lính para lên đến hơn 30.000 người. Đây là một dạng vừa hậu cứ địch vừa là kho tiếp nhận hàng hóa viện trợ, vừa là một khu gia binh mà lại vừa là một chiến khu rất lộn xộn chỗ này lực lượng địch chắc chỉ có cấp sư mới tính ra được bao nhiêu quân đồn trú ở đây theo tôi phải là cấp sư đoàn trở lên nhưng nhiều thành phần vừa chính quy vừa du kích lại vừa thổ phỉ hoang dại nữa vì vào thời điểm này tuy các lực lượng đã hợp nhất nhưng vẫn bị lợi nhuận địa phương chi phối nên nội bộ nó bằng mặt trên giấy tờ chứ chưa chắc thật sự bằng lòng nhưng vẫn rất khó cho d 3 e 2 vì là thành phần nào cũng đông hơn rất nhiều và bắn khá chính xác. Xích lên phía xa một chút lại một căn cứ địch nữa là nông sa mét. Đây cũng là một căn cứ giống như nông chan cũng cỡ trên dưới 30.000 người vừa đủ thứ lộn xộn. Trước đây năm 1980 nó còn một căn cứ nữa là nông Mắc Môn, nằm chính giữa nông Chan và nông Sa Mét, nhưng nhiều lý do bị dẹp tiệm luôn. Riêng D2, theo nghiên cứu của tôi, thì D2 dưới con mắt của chỉ huy E2 có thể hợp với mo hơn nhất, nên D2 vẫn trụ lại mo hơn và chịu trách nhiệm nặng nhất trong toàn đội hình của sư năm. Vì D2 E2 đứng một mình ở Mo hơn và đối trọng là một trung đoàn đặc công Pốt áp sát lúc này cách 10 km trên hướng Tây. Đây là hướng chính diện Cao Mê Lai với lộ 59 khét tiếng mìn KP2. D2 đứng một mình chỗ căng nhất nên E bộ E2 bao giờ cũng có cái nhìn rất chú ý về hướng này. Còn toàn bộ đội hình E4 Q16 F5 và tăng cường thêm E96 Sư 309 đổ dồn vào hướng Nam Cao Mê Lai là khu vực Phum Ta Công Cờ Rao, Sàm Rông, Nam Sấp. Thời điểm này, Nam Sấp đã chiếm xong và ba trung đoàn đang lấn từ hướng Tây ra biên giới. Thời điểm này, đội hình E2 trải dài theo đường biên tổng khoảng 40 km, chia làm ba nhánh trên ba con đường là 59, 5 và con đường còn lại vào Đăng Cung không có tên trên bản đồ. Nó là đường xe bò tự phát sau này. Cái khó khăn nằm ở chỗ này. Do bị phân tán lực lượng khá xa nhau nên sự gắn kết cấp trung đoàn sẽ lâu hơn. Vào thời điểm này, địch cũng nhìn thấy được khuyết điểm này. Nó bắt đầu tấn công, phong tỏa D2 ở mo hơn lâu hơn bằng mìn trước để kềm chân D2 rồi tính sổ sau trên đường D5 mà D1 chịu trách nhiệm. Nó tấn công liên tục vào C1 là một chốt lẻ của D1 và đây là cái đuôi trong đội hình. Cũng là một kiểu kềm chân D1 tại chỗ. Hướng của D3 địch bao vây đăng cung nhưng đợi thời cơ chín muồi mới đánh vào. Trận này E2 muốn bảo toàn lực lượng cho nên rút bỏ đăng cung vì ở ba hướng thì hướng nào đội hình E2 cũng bị lăm le, chưa biết nó tấn công lúc nào. riêng hướng Poi pet của d 1 đây là hướng nhẹ nhất E2 nên giờ lính d 1 E2 còn đông khá đông. trên bản đồ tôi chấm để dấu hỏi khu vực tây bắc cao Mê lai, đây là khu trọng điểm cũng là khu căn cứ chính, văn phòng trung ương ba phái của liên minh địch gồm hàng loạt các căn cứ hơi phức tạp nên tôi chưa chấm đến và chỉ chấm sơ bộ bốn căn cứ tiền tiêu đông bắc của pot áp sát mo hơn vào dịp khác tôi sẽ bật mí hàng loạt căn cứ chủ lực này chính xác nằm chỗ nào ở biên tây trên bản đồ tôi có chấm căn cứ khao din của pot đây là căn cứ nằm trên đất thái giáp biên và đây cũng là một cái ổ rất dữ nên mới bị đánh vào đầu năm 1982. Tôi nghiên cứu các tài liệu cũng cỡ 5 năm nay rồi. Giờ từ từ có đề tài để viết cho vui thôi. Nó đã là quá khứ rồi. Nó đã mất tâm và chết hẳn theo thời gian. Nếu thế hệ lính ca bây giờ, cỡ tôi cũng trên 60 tuổi rồi. Biết đâu vài năm nữa queo đi hết thì chả ai thèm nhắc và cũng chả ai biết để mà nghe nữa. Winwin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.